Cũng có thể học pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Cũng có thể học chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng có thể học bố thí, tịnh giới, an nhẫn tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí, ba la, mật đa cũng có thể học bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Cũng có thể học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng có thể học bốn tịnh lực, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, cũng có thể học tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa, cũng có thể học năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng có thể học 10 lực Như Lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng có thể học trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng có thể học nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình, cũng có thể học vô lượng vô biên các Phật Pháp khác. Bây giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn làm sao Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học năm uẩn. Phật dạy, này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, như thật biết sắc thọ tưởng hành thức là có thể học năm uẩn. Này thiện hiện thế nào là đại bồ tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa như thật biết sắc. Này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa như thật biết tướng của sắc, như thật biết sự sanh của sắc, như thật biết sự diệt của sắc, như thật biết chân như của sắc thì gọi là như thật biết sắc. Này thiện hiện thế nào là đại bồ tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa như thật biết tướng của sắc này thiện hiện đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết sắc rút giáo có lỗ hồng rốt giáo có chỗ hở giống như bọt nước tánh chẳng bền chắc thì này thiện hiện đó gọi là như thật biết tướng của sắc này thiện hiện thế nào là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết sự sanh của sắc này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết sắc không từ đâu đến không đi về đâu tuy không đến không đi nhưng tương ưng với pháp sanh thì này thiện hiện đó gọi là như thật biết sự sanh của sắc